Hello, chào các bác nha. Ok, em làm tiếp một clip vừa xả kho nha, xả kho. Ok, cái clip mà mình mới làm cái bộ điều khiển á, bấm hai hai kênh á, thì có anh khách tới anh lấy rồi nha. Cảm ơn anh khách cũng như là những khách quan tâm. Đây là hàng này về nè, hàng về chưa kịp test nha. Con này 25W, 200V 200V. Nha, con này có cái phần điều khiển á. Ok, con này super chụp vô nha. Con này 2 triệu bao ship ha. Mình cân đối giá nha, chắc giá 2 triệu bao ship, thấp hơn không bán nha. Super chụp vô, hàng gần gần như mới tinh nha. Hàng gần như mới tinh, chưa xài. Super chụp vô đây. Tối nay tra mã mình xem dây như thế nào nhé. Nếu mà con này 24V thì rất là ngon nha, 24VDC. Con này nếu mà tua khoảng 10.000 vòng này, rất là ngon nha. Đầu này sẽ là hơi ra nha, hơi ra đầu này. Có cái đế tản nhiệt quạt quạt 24V. Ok, super turbo. 2 triệu bao ship. Con này mình đang đặt một cái bo điều khiển á, 220 brushless về mình test tiếp nha. Con này spin đồ nha, hàng Parker của Mỹ. Con này giá 2 triệu nha, 2 triệu. 2 triệu 2 giảm còn 2 triệu. Xài bằng đạn sứ á. Bằng đạn sứ á. Sứ. Còn con này gắn cái bo điều khiển, gắn cái bo điều khiển chỉnh tốc nha. Tối nay mình sẽ làm clip test các bạn. Này hàng mới về. Hàng mới về. Con này luôn có bo điều khiển. Đây. Bo này. Con này luôn bo điều khiển nha. Giá 1 triệu 250. 1 triệu 250. Luôn bo điều khiển hàng rợt. Hàng của Nhật. Con này siêu tải. Tua không nhanh nhưng mà siêu tải. Đây hộp số các bạn. Hộp số. Phần motor hộp số. Có một con đẹp nhé, còn lại là nó hơi chìm chìm, nó hơi tối tối màu, cần vệ sinh. Đây có một con màu xanh xanh thì nhìn nó đẹp đẹp đẹp. Ý, con này cũng đẹp nè, ha, trắng trắng đẹp. Và con này mình cũng sẽ làm tiếp test nè. Và hai cái phát điện, hai củ phát điện 1,4 triệu nó xịn sò. Ok, tiếp tục báo các bạn một số đồ bãi cần mình xả nha, cần xả hàng. Đầu tiên là cái tủ này. Tủ này thì clip mình nói rõ các bạn. Không có một khay nào. Không có khay nha, không có khay. Tại vì rất là nhiều khách hỏi tủ này có khay không. Giá 900 bao ship, giá thấp nhất. Không thắng không bánh xe. Tại vì mình lấy để mình sang qua cái bánh xe khác rồi. Bán 900 bán xả nha. 900 bán xả. Đó, tủ như vậy. Con này 850k nha, còn một con. Bữa nay gói đi một con đi Hà Nội nha các bạn. Còn bơm này thì để rảnh thì mình cũng lại làm tiếp test nha. Bơm nước một pha 200V, hàng của Nhật. Con này inox nha. Chuyên bơm nước nóng, nước thường mà nước nóng, có thể nước có thể nóng được tới 80 độ nha. Hàng của Nhật nguyên zin. Con này 1,5 triệu. Bữa nay cảm ơn anh khách Hồ Chí Minh ủng hộ thêm mấy tủ nha, mấy tủ. Còn tủ 1 triệu 2 triệu 2 các bạn. Ngày mai vẫn tiếp tục trả thêm nha, 2 triệu 2. 2 triệu 2 là những tủ như vậy các bạn, tủ như vậy. Đó. Rồi thêm 4 khay nha. Là 2 triệu 2. 1 2 4 khay.
bốn khay nhựa nha, bốn khay nhựa. Khay thì tuyệt đối là không có khay zin 100%, có nước nước có cấn cấn nha, có nước nước có cấn cấn đó, chứ không có khay 100% là không có ấy nha. Mình nói trước chứ để có anh khách về thì cấn có tí ảnh cũng bắt đổi hay các kiểu thì nó khó lắm nha. Đó, mình nói trước cho này, anh em cho nó dễ. Còn nắp này thì đa phần là không có, mấy con trước thì cũng không có, nhưng mà sao con này lại có. Con này có mình tính 2,3 triệu nha, thêm 100k đặc biệt có, còn không có là 2,2 triệu. Thêm một khay nhôm nữa, thêm một khay nhôm nữa đó, là một tủ như vậy là 2,3 triệu bao ship, bao ship xoay 360 độ. Ủa, xoay 360 độ thắng với bánh xe mình kiểm tra nha. Cái nào mà không ok thì mình sẽ lấy những cái ok mình thay qua, sau đó mình sẽ bán rẻ lại những cái tủ như vậy đó. 2,2 triệu, 2,3 triệu, có thêm cái nắp này là 2,3 triệu. Còn cái quạt 1,6 triệu nha, còn một cây đó, khách nào cần mình làm bếp test luôn giao. Sáng mai mình không có đi bãi các bạn, mình soạn chỗ này ra nha. Cũng có mấy cái block nè, block bao áp nha, ra xả xả cho anh em đó. Xả hết cho anh em nha, mai bước bước đi bãi lại việc vậy, hàng nhiều quá. Ok, tiếp tục báo nhanh các bạn một số đồ nha. Con này là quạt nha, quạt 220 một pha, hàng của Hàn Quốc á. Con này là chuyên chuyên nhiệt nha, con này là thổi thổi khí nóng ra đây nè đó. Nó có một đường cấp là đường cấp điện 220. Và một cái là cấp cấp điện trở cho cái này nóng lên nha. Bộ này luôn cái bo điều khiển nhiệt độ nha. 1,6 triệu, 1,6 triệu, hàng của Hàn Quốc, một hàng Hàn Quốc nha. Cái này hàng nguyên zin nha, ở trong đây nó nóng nhưng mà các bạn sờ qua đây nè, inox ha, không nóng gì cả, tại vì nó có cái lớp phím cách nhiệt, vừa phím mà vừa có luôn cái lớp cao su cách nhiệt. Đây hôm qua mình về mấy con 7775 các bạn. Cái này thì bên bãi nó về số lượng nhiều, nhưng cơ bản thì shop mình nói chung sắp tới sẽ ưu tiên một số hàng mang tính kỹ thuật nha, kỹ thuật đó, chứ không có bán những cái loại này nữa ha. Cho nên ba con này nha, ba con này mình xả cho các bạn nha. Ba con này 150k bao ship, coi như xả lại nha, xả lại ba con này 775 hay gì đó nha, nói chung không bán nữa mình xả lại thôi. Đó, ba con 150k bao ship. Còn con phát điện này luôn cánh gáo này nha, luôn cánh gáo này đó. Con này cỡ cỡ khoảng 80W, 100W nha các bạn, nhưng bù lại thì hàng rất là chất nha, hàng chống nước tốt đó, chống nước tốt. Con này làm điện gió hay là điện điện nước rất là tốt. Combo motor với cánh như vậy nha, 600k bao ship, 600k bao ship. Con này chưa kịp test, hàng về chưa kịp test. 24V, 46 N để test. Cánh quạt nhôm đường kính 40 cm, 150k một cặp bao ship, 150k một cặp. Còn cây này xả lại các bạn 400k bao ship, dây rất là dài, dây rất là dài các bạn, dây tầm 3 mét, dây to, dây ba lỗi, 400k bao ship. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 thì là có một cái CB MCB1.
À, MCP1 có thể đóng đóng ngắt từng từng kênh. Và tiếp tục thì bên đây 12 nữa nha, MCP2 có hai cái. Mình mua cái này nó bất tiện các bạn, không có cắm được nha, cho nên là thôi anh em nào chuyên về cái này nha, lấy nha. Đó, mình 400k bao ship mà, xả lại. Còn cái này tối nay làm giúp test luôn. Sạc 24V. Sạc 24V 72 A. 2165W. Để zin như vậy 800 nha. Còn mà test lên hết ok, chạy ngon hết nè, bấm sạc hết ok hết thì con này nha 1,4 triệu, 1,4 triệu. Còn cái này xả 500, 500 biến áp onkyo hàng âm thanh 500, lấy lên bãi về. Cây này xả các bạn 1 triệu chẵn. À, cái này mình sẽ không lấy thêm, định lấy nhiều về bán nhưng mà cuối cùng cũng khó bán các bạn. À, xả này 500. Cái này ủa nhầm nhầm, xả lại, cái này là 1 triệu chứ nha, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu. Cái này mới 500. Cái này xả 500, xoay của Nhật 180 độ, xoay vẫn xoay đó, vẫn xoay đó, nó tới một cái cự cái nó dừng lại, cấp cấp vào đây xoay 500, bơm nước 550k. Con này phát điện tối nay mình tra mã mình test lại cho các bạn nha. Hàng của UK, cốt khoảng 30, cốt lớn 30, 30, 32 gì, cốt lớn. Nguyên zin nguyên kiện sống. Con này giá 2 triệu rưỡi nha. Cái bộ này anh khách lấy rồi, cảm ơn anh nha. Mình sẽ làm một cái bo điều khiển Taro nha. Sắp tới bên mình có người làm. Mình làm lại một số cái ứng dụng mà điều khiển bởi PLC hay là Arduino hay là những con điều khiển vi điều khiển cho những ứng dụng vừa và nhỏ nha, có thể một trục hai trục hay là những ứng dụng mà có nhiều IO làm cho kênh nó đặc thù riêng. Hôm rày bỏ quá cái cuối cùng chuyển qua bán hàng luôn, không làm việc kỹ thuật nữa. Con này mình có nhiều các bạn, 70k con lẻ nha, còn số số lượng thì 60k nha, cốt 4 tua 240 vòng, 250 vòng. Con này hàng của Đức, hàng mới 12V. Ok, xả tiếp các bạn nha, này 100k SCR 100k, dây cáp HDMI, dây này 80k. Mitsuba mua motor thì 600, còn luôn cái bo điều khiển thì 860 nha, 860 chuyên bơm nước 12 A, đẩy xa 150 m. Còn dòng này thì 520 nha, luôn bo điều khiển. Dòng này chuyên quạt, dòng này cũng chuyên quạt nhưng mà cũng có thể là chạy bơm nước được. Dòng này nó cũng ngang ngửa Mitsuba các bạn, nha, ngang ngửa 90. Mấy cái hộp này 80k hộp nha, mình còn mấy hộp bán hết. Ở đây có anh khách ủng hộ hai con giảm tốc trong đây nha, cảm ơn anh ủng hộ. Ở đây còn con nữa nha, còn còn con này, con này báo các bạn luôn. Con này sử dụng động cơ Mitsubishi 400W, Mitsubishi 400W qua giảm tốc à, đầu ra. Con này giảm luôn, xả luôn cho các bạn nha, 1,4 triệu bao ship à, rất là nặng khỏe. Con này chế tờ chế gì đó nha, ứng dụng 1,4 triệu bao ship. Con này hỗ
Hôm qua mình cũng làm cái clip ấy nha, làm cái clip test rồi. Con này bơm từ hàng của Italy, bơm từ hàng Italy, test chạy ok nha, êm ru nha. Con này 1,4 triệu bơm từ, test cho các bạn nha. Đơn giản, con này một pha là cấp điện là chạy thôi nha các bạn, hàng mới chưa xài, cấp điện là chạy. Đó. Êm nha. Bơm từ hàng mới chưa xài. Bơm nước, bơm dầu vậy đó. Đẩy cao, đẩy xa cao 30 mét nè. Lưu lượng 180 lít trên giờ. Một pha 120W. Tua hàng 8 à. Nguyên zin nguyên kiện, đẹp. Cốt 8 ly. Ống ống 8 nha. Cái này 200 nha, 200 cây. Trục kích me. Hành trình 150. Bước 10. Đó, rất là đẹp, hàng mới. Hàng của Đức. Hàng của Đức các bạn. Tối nay tập trung trả cái đơn này nữa là xong ha, mình đã hết đơn. Tối nay tập trung trả cái đơn này các bạn, là coi như là xong, hết đơn, mình hết nợ đơn. Để tí mình để lên bàn mình làm cho xong, sáng mai giao cho anh khách. Ok, phát điện nha, 1,4 triệu. Cái này khách nào cần mình gửi clip test nha. Còn một con 1,5 triệu là con này, khách nào cần mình gửi clip test nha. Con này là siêu phẩm mà, có 102, 1,5 triệu. Cây này 600 nha, 600, hàng của Nhật. À, 600 hơi rất là đẹp, bao ship. À, 400 các bạn, 400. Quay êm nha. Con này hộp số 1 phần 21 22 mà mình lại báo cho khách là 1 phần 2 120 nè, rõ ràng 1 phần 21 các bạn. Nè, báo sai. Con này tháo hộp số thì bán là 550k nha. Cốt vào 8 ly. Đang xài con sạc vô 100W. Hoặc khách nào lấy luôn cái sạc vô thì 600. Hộp số Harmonic. Hàng mới chưa xài. Tải cao nhôm thép. Con này, hai con này tí mình test nha. Tí mình test cho nó vui. 12V Denso. Củ đề. Ha, test luôn cho các bạn nha. Test luôn các bạn. Mấy cái này thì cứ một giây là dương. Đó, cọc này là dương. Và còn lại vỏ là âm. Này cũng còn ngon phết này. Ngon phết các bạn. Vỏ là âm nha. Hết hồn. Hết hồn, hết hồn. Cũng ngon đấy nha. Cái này cỡ 300 tới 500W thôi. Nhỏ nhưng có vỏ. Con này 400 nha, bữa mình kêu 500 giờ bán 400. Nha, chạy ngon. Ha, dây đồng. Còn con này tầm tầm 200W nha, 200W nhỏ. Nhưng mà cũng có vỏ luôn. Con này 400. Con này 200. Cắp vào đây. Cứ một giây ở ngoài là dương nha các bạn, mặc định là như vậy nha. Với củ đề hay các kiểu thì của đó, còn vỏ là âm.
Giật cả mình ta. Đấy, này 200 nha. Cứ làm giật cả mình. Chưa kịp vệ sinh luôn. Tiếp tục. Mình về một lô motor 12-24 cốt 8. Tua 7.000, chưa kịp ráp vào hộp số test. À, khách nào cần thì 400k một con đồng giá nha, khách nào cần thì liên hệ. Con này động cơ bước có hộp số. Con này chế sắp tới mình làm những ứng dụng như là Taro á, là một trong những ứng dụng mà mình sẽ làm cho nó đâu ra đó hoàn thiện nha. Đó. Con này quay rất êm. Động cơ bước size 57 qua hộp số. Con này tải cao. Con này bán các bạn 480 bao ship. Còn hai con nhỏ nhỏ này mình thanh lý luôn nha, cứ 300 một con. 300 một con nha. Bao ship nó coi như là mình xả lại nha, 300 nha. Đó. 120W, điện 220 một pha. 300k một con, cốt 10 ly. Còn hai con. Khách nào cần mình đấu dây, mình test xong mình giao. Còn hai con này xả 500k một cặp. Hoặc là ba lẻ là 300k một con nha. Mấy con này cũng xả luôn. Hai con này các bạn. Hai con này cũng xả luôn. Nha, 300 con nha, 300 con. Lấy hai con thì 500, coi như mình xả bỏ cái phần này luôn. Tiếp tục về một con này để mình nghiên cứu. Nghiên cứu. Bánh xe 600k hàng cặp. Bộ mâm xoay. Bộ này 1 triệu tư, luôn bao điều khiển. Chỉnh tốc độ, đảo chiều. Mâm của Nhật. Motor giảm tốc. Còn mấy cái hộp này mình chưa kịp test nha. À, đợi các bạn đợi mình test, mình lên ứng dụng nhỏ 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 cho mấy đứa học sinh này nọ ha. Điều khiển động cơ bước các kiểu. Ok, quay cho anh em coi một số đồ nha. À cái này thì bây giờ mình cái này anh khách chuyển tiền rồi, cảm ơn anh nha. Bây giờ mình mới bắt đầu tháo nha. Bữa xin lỗi anh, bữa nay trễ một ngày. Sáng mai hàng đi sớm cho anh ra bến xe nha, ra nhà xe. Thì nhân tiện mình tháo cái motor này mình bán nha. Còn cái bộ khung với giảm tốc các kiểu nha, mình xả lại cho các bạn. Cái nào cho đi hết cái đó nha. Này để mình lôi ra cái. Lôi ra mình báo các bạn luôn. Tối nay mình làm luôn nha. Đó thì cái phần motor này sẽ giao đi cho anh. À, motor thì còn cái bộ mà từ motor qua dạ hộp số. Qua hộp số. Còn cái phần còn lại á, cái phần còn lại nha, tháo motor. Con này đặc biệt nó có một cái chân. Cái phần còn lại cu ro nè, các kiểu nè. Chuyển động qua cu ro. Ở trong nó có một cái bộ lẫy giống như là cái thắng tay vậy đó. Với một cái chân. À, cái này bắt vào thành. Còn cái này sẽ bẻ lái nha, bẻ lái. Thì cái cụm còn lại nha. Cụm còn lại bán các bạn 1 triệu bao ship, à, khá là nặng luôn. 1 triệu bao ship. Anh em về kiếm motor lắp vào sử dụng. Đó. 1 triệu bao ship. Con này cố gắng làm cho anh. Tập trung ngày mai mình từ ngày mai không đi bãi nữa các bạn. Đơn trễ rất là nhiều mà ở nhà cũng rất là nhiều đồ mà cứ đi bãi hoài. À, tập trung là trả đơn cho anh. Ok.